Đâu đâu đâu, xem hôm nay coi có những đơn hàng nào đây. Cái gì mà Noel gần tới rồi mà sao mà bán buôn ế ẩm vậy nè. Cái tiệm kiểu này là tiệm dẹp sớm thật sự rất buồn luôn thật sự. Bây giờ làm sao đây, mình phải chủ động thôi, mình phải chủ động. Đây, gọi một cái con số bất kỳ 10 số bấm đặt. Alo. Alo. Ai thế hả? Hai. Khỏe không em? Khùng. Alo. Alo. Alo, chào em, anh là bán áo, anh ở bên quận 8. Thì hiện tại bên anh vừa cho ra mắt một dòng sản phẩm là đồ rất là đẹp và rất là mới, phù hợp với phong cách của mùa đông. Em có muốn trải nghiệm thử những sản phẩm bên anh không? Không, nếu như mà em không nói gì là anh biết chắc chắn rằng là em muốn trải nghiệm. Ok em, anh đã có thông tin liên hệ của em và Facebook của em rồi, anh đã điều tra được địa chỉ nhà em luôn. Sau 30 phút nhân viên của anh sẽ qua và tư vấn cho em nha. Cảm ơn em, chào em. Alo, alo, anh ơi. Gì vậy trời? Dạ, cho em hỏi phải nhà chị My Lê phải không ạ? Ờ đúng rồi em, có chuyện gì vậy em? Chị ơi, cho em gửi túi đồ cho chị, bên anh chủ shop có gửi cho chị một cái bịch đồ. Vừa mới nói mà nhanh vậy luôn hả? Dạ, đây là hai cái quần của chị. Nhưng mà em ơi, em về em nói lại với anh chủ shop của em, hình như là có vấn đề chứ chị không có nhận là chị mua mấy cái này đâu. Dạ, tại vì anh chủ shop nói là gửi cho chị bây giờ mà chị không lấy thì em không biết làm sao. Trời đất ơi, chị đã nói với em là chị không có muốn lấy. Thôi, đợi. Trời đất, mắc mệt. Cho tôi gặp chủ nhà được không ạ? Tôi là chủ nhà đây, anh vào đi. Rồi rồi, cảm ơn. Tại sao đem hàng qua rồi lại không lấy hàng hả? Tôi bán hàng cực khổ quá mà. Thật sự rất buồn cho chị luôn á. Chị đặt đồ đã, chị order sẵn bên em rồi, nhân viên em đem qua rồi từ chối. Rồi đem về nó khóc sức mướt với tôi kìa. Sao vậy chị? Anh là cái anh chủ shop vừa mới gọi điện cho tôi đó hả? Chính xác. Lúc nãy tôi đâu có nói là tôi lấy quần áo của anh đâu. Chị, em nói chuyện rất văn minh và lịch sự với chị, sao chị cứ quát tháo, chị trợn con mắt lên nhìn em là sao vậy chị? Em có tiền chị đi làm xong có lấy đồ của anh được. Rồi vậy chị đập ống heo chị đi. Trời đất ơi, 23 năm nay hả? Chưa bao giờ bỏ heo hết á. Chị chưa có bồ luôn á. Và em chắc chắn chị một điều là chị cũng sẽ không có chồng luôn á chị. Chị nghĩ sao là một người con gái 23 tuổi đầu mà chị không biết suy nghĩ cho tương lai, không biết tiết kiệm. Thật sự em rất mệt mỏi luôn á chị. Bây giờ chị không có con heo, không có tiền đúng không? Mượn má chị. Chị mượn má chị rồi xong chị xuống chị trả tiền cho em đi. Rồi mai mốt và vài bữa nữa chị có tiền chị trả lại má chị nha. Sao chị? Má tôi không có nhà. Ôi trời ơi, má chị không có nhà hả? Càng tốt, chị lên thẳng nhà, chị mở tủ tiền ra, chị lấy tiền. Chị có được quyền là chị lấy dư để chị bo em thêm. Em cũng không nói gì chị đâu, chị đem xuống chị đưa em. Rồi em về. Trời, ý anh nói là lấy cắp tiền đó hả? Ai mà nói lấy cắp, trời ơi, nói cái gì vậy trời. Tự nhiên nói lấy cắp. Mình mượn, mình xài đỡ, vài bữa mình có tiền mình trả lại. Trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy? Má tôi không có nhà, tôi tự mở cửa phòng, tôi mở tủ, tôi lấy tiền tôi đưa cho anh, không phải lấy cắp hay là cái gì. Lấy giùm em thôi chị ơi. Thôi, nói chung là tôi không có lấy được, anh mang hàng về đi. Thôi em bây giờ em lỡ đem hàng qua đây rồi, bây giờ tiền ship đi ship về tụi em chịu nhiều tiền lắm, lỗ chết tụi em. Bây giờ thôi chị lên chị lấy giùm em đi chị nha chị. Trời ơi, lỡ lẹ chị nha. Anh ơi. Đã. Chết rồi. Chết. Không có tiền. À đúng rồi, hay là bây giờ là tôi tính này, tôi trả góp nha, 10.000 một ngày được không? Thôi giờ em trả liền luôn cho chị được không? Em gửi chị một phần nhỏ của cái miếng áo của em. Là cái gì vậy? Dạ, cái tay áo. 10.000 của chị là đáng giá cái tay áo của áo em thôi chị. Đó, em gửi chị. Cảm ơn chị nha. Anh mang về đi. Chứ thôi sao... chị ơi, mà hồi nãy chị không thấy hả? Chị thử vô bộ chị không thích hả chị? Nãy giờ chưa thử hết á, chưa biết đồ gì hết á. Cái gì, nãy giờ nhân viên của em đem qua mà chị chưa thử nữa hả? Chưa. Trời ơi, vậy thôi chị nhanh thử đi, đây. Em xin được tự giới thiệu với chị. Đây là những sản phẩm ở trong bộ sưu tập mới nhất của mùa đông bên em. Quần xà lọn. Còn với tên thân thiện là quần sọt. Trời, cái quần sọt này hả? Đúng rồi. Cái quần này tôi nói cho anh nghe là chị mặc mùa hè thôi, hiểu không? Bây giờ không phải không? Bây giờ thôi được rồi, chị cho em một cơ hội cuối cùng đi. Em sẽ kêu cái con stylist ở bên em. Ví dụ mà chị thử thêm một lần nữa, một lần cuối cùng chị ướm lên người chị cảm thấy là thích quá thì chị lấy. Còn không thích thì thôi, em năn nỉ chị tiếp nha. Rồi. Em ơi, vô. Người ta sẽ nghĩ đến là mùa hè, mình sẽ mặc quần sọt như là cho nó đừng có nóng nực. Nhưng mà đối với quần sọt thu đông, em sẽ phối cho chị áo 2 dây cùng với những cái họa tiết số và chữ, thì em phối chung với lại một cái áo lưới ở ngoài. Thì tổng cái set đồ này cho cô nàng rất là cá tính khi xuống phố. Đối với quần sọt này hơi một chút cá tính và phá cách tí xíu là nó sẽ có được hai tầng, vừa thành quần mà vừa thành váy.
Đối với chân váy này, màu xanh navy, nhìn ngoài thì người ta cứ tưởng là váy, nhưng thật chất nó là quần và giả váy. Bộ đầu tiên em sẽ phối đó là một chiếc áo 2 dây và kèm theo đó là một cái áo cardigan khoác ngoài dành cho mùa thu đông để các bạn sẽ giữ ấm được mình hơn, cũng như là thoải mái khi xuống phố. Áo trong mình sẽ là mặt vải hơi vậy và vải thun. Ở ngoài em sẽ phối áo 2 dây nhưng mà có cái phần gọi là bèo ở phía dưới dành cho những cô nàng mà rất là nhẹ nhàng rồi bay bổng. Cùng với lại bộ này thì em sẽ phối cho bạn này với lại những đôi sandal đế thấp. Up to date. Ain't just alcohol talking. Our love is from morning. Ain't no debate. Girl, go on, hold the faith. I keep putting my all in. I ain't seeing this falling. No, I will never let go. I will always show you the deepest flow. Give you all that I got to give, baby girl. Cause you're all that I got to live for. Em không ngờ là shop bên anh á lại tư vấn nhiệt tình như vậy đó. Đương nhiên rồi, đối với anh khách hàng là ông nội. À không, khách hàng là thượng đế mà. Dạ. Mà nè, dạ. Em có thích kiểu này không? Nếu như mà em thích á, anh sẽ kêu nhân viên đem thêm nhiều kiểu nữa qua cho em. Thôi, em thích em lấy luôn. À thôi không, không cần đâu anh. Anh chỉ cần một bộ được rồi. Một bộ này thôi là được rồi phải không? Dạ. Ok em, rồi bây giờ là tính tiền cho anh nha. Em xin lỗi nhưng mà em thích thì thích thiệt luôn á, nhưng mà em không có tiền. Em nói gì? Em nói là em không có tiền. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Cô giỡn mặt với tôi hả? Nãy giờ tôi tư vấn cho cô muốn gãy lưỡi, muốn sụn chân luôn. Rồi bây giờ cô nói cô không có tiền. Là bây giờ cô tính là cô không lấy đồ phải không? Rồi cô không trả tiền tôi đúng không? Được rồi, ok. Bây giờ cô nói gì vậy? Quá mệt mỏi. Anh ơi, nếu mà em đã nói như vậy á thì tôi thôi, tôi cũng sẽ không tư vấn gì và đứng đây với em làm cái gì nữa. Bye. Anh ơi, anh. Vậy là cái ân này, ông không lấy đồ luôn hả? Tôi không phải trả tiền, trời ơi, thích quá. Trời ơi, sao hôm nay may dưới trời. Trời ơi, vậy là ông lấy cái điện thoại mất tiêu rồi. Này, trời ơi, nè. Rồi vậy chị đập ống heo chị đi. Trời đất ơi, 23 năm nay chưa bao giờ bỏ heo. Chị chưa có được.